Kính chào quý cô chú anh chị, hôm nay thì dẫn cả gia đình của chị Kim Hồng, là đại gia đình chị Kim Hồng đi ăn lẩu nha. Rồi, chào. Đứng ngồi bên đó đi. Bên này rồi. Gọi chưa? Mình gọi món chưa? Gọi menu đó. Đúng rồi. Nè. Hai cái lẩu cua. Thôi ăn lẩu cua đi. Thôi lấy hai cái lẩu cá bóng cho em nghe. Cá bóng hấp tiêu và cá bóng hấp hành. Lẩu cua phải không? Hai cái lẩu cua. Ừ, hai lẩu cua đi. Làm cho em cái cá bóng kho tiêu này nè. Không được bỏ tiêu vậy. Ở trên đây xuống. Cũng được nữa. Em là hoa hậu mà. Hoa hậu. Hoa hậu quá trời cao luôn. Cỡ 18. Mang lẩu cua. Có gì gớt khi nào ăn trống cái giò giữa xuống em. Giò giữa rồi, em cũng dài lắm đó. Giò giữa còn sao? Còn y nguyên. Cắt chưa? Chưa hẻo ha. Chưa cắt không? Giò giữa dài lắm. Em gỡ bên Thái Lan phân nửa rồi. Bữa đó đang giải phẫu mà cúp điện. Hiểu không? Già chúng vậy. Đi giữ gì mà cơm. Dẫn đại gia đình của chị Kim Hồng với anh Khánh Bình đi ăn. Đây là cháu ngoại đây nè, cháu ngoại đích tôn nè. Nhìn ra uống rồi sáng giờ không uống nha. Rồi. Uống đâu sao một tuần 3 lần mới nè. Uống hồi nào huyết áp cũng không có luôn nữa, đừng có nói uống. Chưa có đem thuốc theo hả chị Kim Hồng á? Tôi có đem theo nè mà không có uống nè. Có uống một ngày rồi. Đây nè, uống đâu mà uống. Uống mà sao còn nhiều huyết áp trong đây? Rồi một chút ăn đủ uống luôn. Ăn đủ uống hết luôn. Cái nhà uống một viên má má xanh nữa rồi đủ rồi á. Ai ai đâu? Có hẹn hai ông nghe bà già chứ thăm thuốc cho để nhấm gì nè. Chứ là đúng rồi. Vậy đó. Sợ quên. Phân thuốc cho chị Hồng uống quên. Nó uống rồi. Chưa. Cái đó cắt ra thiệt luôn á. Thiệt má. Của ai vậy? Ghen á. Nó coi chừng á anh mình coi chừng á. Rồi chết còn sướng hơn. Rồi nói cái đó nói lại đâu được hả? Hư luôn. Cả gia đình của anh mà bên Kim Hồng. Chị Kim Hồng đoàn tụ à. Giáo rồi con nhìn đầy đủ. Ừ. Vô phàn em để tới đến chồng. Nhà đâu có mắm luôn chơi đâu. Ơi. Mưa nước mắm chết chết. Thấy rồi đó, đưa vào cái gói mì cho nó đi. Ừ. Ừ. Con cái không lấy. Ừ. 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 Ừ.
Kế bên này. Ừ. Đây nè. Còn qua chăm sóc cho ha, đặc biệt. Ừ, cho con nhỏ ăn chan. Nó chua kìa. Nó ăn rồi chứ. Trời ơi, ok ok. Vitamin nữa. Vitamin nữa. Vitamin C đó. Nó thấy rồi, thấy không? Ừ. Đó. Nhanh. Có bà, có bà chị, bà chị mà bà trả tiền nhà em 2 tháng rồi á. Ờ. Bà thấy thường bà trả 2 tháng rồi mà 2 tháng nay chưa chưa đóng. Chưa đóng tiền nhà mình mới cho mình. Các bạn mua cái ổ buồn ngon ở đây nè. Đó. Chú cần bữa nay có đứng đói nghe hả? Đứng đói đâu? À, đứng đói đúng rồi. Chú này bên chú Quang. Phải xí xào. Sao phải nói là tài xế vô tính? Cho chân nữa hả? Em làm bài có nổi không? Làm bài coi. Làm bài đi anh đồng. Vui vui đồng tử gia đình. Ờ, từng từng lên đây. Vui mừng vui quá vui. Nào chúng ta cùng vui lên đi. Nào về đây ta mừng cùng nhau. Buồn lời như đâu có lúc này thẳng tối. Anh với em ta cùng sống chung trọn đời. Rồi mai này chúng ta sẽ gặp nhau. Trời ơi, rồi mai này chúng ta sẽ gặp nhau. Trời ơi, dữ vậy ta. Cái lo nó hơi ghẹn rồi. Cái này có dẫn thêm cháu ngoại đi đi chơi đi nữa nè. Đoàn tụ cả gia đình luôn. Mấy đứa cháu ngoại nha chị, học một đứa rồi ha. Mấy người kia cháu nội, hai đứa cháu nội à, hai đứa cháu nội ha, tự vô. Chung đó nha. Em ngồi cho mẹ đó. Để con đừng có ra cô ta. Để ông tên nó coi cho tạm đi. Giữ con bơ mệt, hai giữ cái gì đó. Ừ, bể cô ta. Không có thợ để mà mình làm gì được, không làm được cái gì, có nhà ổng nồng vậy. Lấy cái tô chén ngoài đi đừng có. Sáng này đi tiêm tiêm rồi mà không có thợ, không có ai đi đưa luôn. Nó cầm gói mì gói kìa, nó cầm gói mì gói. Nó uống gì được anh? Đó, anh chờ. Quậy lắm. Để tới cỡ này nó đang xoay. Nó ra ngay cái nước ra đó nha. Nè, này để mình đó đi. Chị Hồng với mình nè. Cho hai cái nữa coi. Hai cô ơi. Này nè. Tiền chứ đâu trời, bên để cho mấy đồ này mặc giờ sáng lên chặt vô cái lọt cái đau cái đầu nó chặt để cho một vòng đồ luôn mới có được những cái này. Ê, giờ này cả gia đình đoàn tụ rồi. Sao uống bia hay vậy? Bia không rượu. Bia không rượu. Bữa nay mấy anh vô cấp đi dẫn đi ăn là bồi dưỡng sức khỏe nè. Hai chồng gắng ăn vô nhiều đi ăn tối ăn có sức. Ờ vậy đó. Có sức chiến đấu đâu có gì đâu, ca hát đồ. Có sức đi ca hát mà. Có sức ăn tối ăn. Ừ. Có ai nói gì đâu. Mạnh mẽ cầm micro rồi ca, anh ca hát cho được. Ừ. Micro rất là anh
Anh ơi em yêu anh nhiều lắm, thương anh thương em nhiều lắm. Vậy nghe cho anh ơi mấy cô hai trăm. Không nhận bữa nay chị Hồng vui ha, đoàn tụ cả gia đình luôn nè. Ca sĩ cho con giúp vui ca đây, con cũng là ca sĩ. Ừ, ca sĩ nhí nữa kìa. Ca dạy câu giúp vui con kìa. Mẹ ca mà. Ừ. Mẹ là em tư vậy. Hả cô chị? Rồi ca đoạn. Con thích bài nào bài của con ca. Ví dụ đi làm cái này kia nọ. Làm là anh em này là em cho khán giả trong cái giống của mình. Không nhận đây mát ha. Quá mát thiệt. Bây giờ con bây giờ cháu Như ca ủng hộ trước đi rồi tới chị con ca sao. Lâu quá là em ai cũng có phần hết trơn á. Em cho nhớ một bản bầu của em được khóc. Cùng anh chị cùng thưởng thức. Bầu ơi em buồn chi những lời người ta gieo buồn đau. Họ nói xong rồi họ có bao giờ sống thay mình đâu. Buồn đời sinh ra mấy ai chuồn nơi bắn đầu. Hai lô mình luôn nhắc mình sống cho nghĩa tình sống ra con người. Bầu ơi em mai là em của chị thôi. Phần duyên trời cũng cho mình đi kiếp người. Bầu ơi em đừng không. Bầu ơi em nhìn coi còn gì còn em còn chung vai là con tương lai. Cảm ơn các chị nghe em hát quá dễ quá dễ. Rồi tới con gái. Con gái rồi tới gái hai tặng quán đoạn như thế con. Đây là con gái thứ hai nè. Người lớn. Vâng, để tiếp tục chương trình con gái của Khánh Thịnh. Chào mừng gia đình mình đến quán Lẩu Kiến Tinh Tài tại xã Định Niên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thì hôm nay gia đình có họp mặt tại nơi đây thì cũng cảm ơn các anh YouTube để cho gia đình đoàn tụ phải không? Đoàn tụ. Cái thứ hai là cảm ơn các Mạnh Hồng Quân đã hỗ trợ cho mẹ số tiền vừa rồi để mẹ trị bệnh. Chi cũng làm cho mẹ cái đám cưới để biết được cậu mình như thế nào. Thì con cũng cảm ơn. Dạ. Bữa nay là vui, lâu quá không được ăn. Lâu quá không được đi ăn nha. Không được đi ăn, không được đi. Rồi con góp vương bài ca đi. Ca cái gì cũng được. Cậu. Con này con ca không có được hay nhưng mà trời ơi là chuyên về MC. Ca đi con, chứ ai đây mà hay. Hát không hay bằng mình hay hát. Mình hát này tại cái dân chanh nè. Hát gì vợ tự nhiên đang đang đột xuất quá không biết hát gì luôn á. Thì sắn ngang đi vậy nó mới vui. Ừ, im đại đi, im xí mẹ. Hát này nói về mẹ đi. Hát này nói về mẹ đi. Con gái của mẹ đi. Ca dòng cổ cũng được kìa. Ca dòng cổ cũng được luôn. Càng hay nữa. Càng hay nữa đúng rồi. Ca dòng cổ hả? Càng cổ không hay nữa. Con chỉ ca nhạc thôi. Ca nhạc đi. MC với ca nhạc không có biết ca cổ nghe mọi người. Yeah, các anh chị em mồ sơ có biết em không biết ca cổ nha. Rồi ca đi. Nói chung có kia em dòng cổ là em không biết ca cổ thì các anh chị biết ca nhạc với làm MC thôi, dẫn chương trình thôi. Trời tự nhiên ra đây học thù nhìn thấy ghê quá à. Cái gọi không biết ai kêu em làm show nữa mà sợ luôn á. Mình làm show lúc đó mình trang điểm lên mà. Bây giờ mình chú trang điểm mà. Dạ. Người ta thấy mình vậy chứ ta không kêu nữa. Ta nói mình không được đẹp, không có
Thôi, khỏi khỏi nhẹ. Cứ ca đại đi, ca đại đi, mình đâu cần nhạc đâu. Đang vui, tâm trạng đang vui, không có suy nghĩ gì nhiều. Hồng đi. Ừ, hai bà con nè. Hai bà con đi khúc đi. Con ca mẹ không khúc bài nào đâu.